Ở tiết trước, các bạn đã được làm quen về bảng tần số, các giá trị của dấu hiệu. Thì ở tiết ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành luyện tập về bảng tần số, các giá trị của dấu hiệu. Và trước khi đi vào luyện tập, thì cô ôn tập lại kiến thức ở bài trước như sau. Trong bảng tần số, các bạn có bảng tần số ngang và bảng tần số dọc. Và trong cái bài bảng tần số đó, bao giờ đề bài cũng yêu cầu các bạn hãy rút ra một số nhận xét. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra gồm có cái nhận xét sau. Nhận xét thứ nhất, số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu? Hay nói cách khác, đó là số các đơn vị điều tra n lớn. Nhận xét thứ hai, đó là số các giá trị khác nhau là bao nhiêu? Nhận xét thứ ba, đó là giá trị lớn nhất là bao nhiêu? Giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Giá trị có tần số lớn nhất là bao nhiêu? Và giá trị có tần số nhỏ nhất là bao nhiêu? Cuối cùng, đó là các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu. Các bạn sẽ có 7 cái nhận xét gạch đầu dòng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiết 44 luyện tập để ôn tập lại bài tập bảng tần số. Bài tập số 8, sách giáo khoa trang 12. Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở trong bảng sau. Câu A. Người ta hỏi dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn được bao nhiêu phát? Câu B. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. Vậy thì chúng ta trả lời dấu hiệu ở đây là ký hiệu bằng chữ X in hoa. Đó chính là số điểm đạt được sau mỗi lần bắn súng của xạ thủ. Lưu ý, các bạn phải có từ mỗi hoặc các bạn ghi số điểm đạt được sau một lần bắn của xạ thủ. Hoặc các bạn có thể ghi số điểm đạt được sau từng lần bắn của xạ thủ. Nhận xét thứ hai là xạ thủ đã bắn được bao nhiêu phát súng. Các bạn đếm trong đây có trong bảng của mình, bảng giá trị của mình có bao nhiêu số thì đó chính là bao nhiêu phát súng. Thì ở đây cô đếm có 30 số. Cô trả lời có 30 phát súng. Nhận xét cho các bạn là trong dấu hiệu luôn có các từ mỗi, một hoặc từng. Nếu thiếu một trong các từ này, các bạn ghi số điểm đạt được sau các lần bắn của xạ thủ, dấu hiệu của các bạn sai. Nhớ là mình phải có từ mỗi, một hoặc là từng. Nhận xét thứ hai, bây giờ việc các bạn đếm trong bảng giá trị này có bao nhiêu số, ví dụ như bảng giá trị người ta cho 100 số hay là 80 số đi, thì các bạn đếm cái việc 80 số đó rất là khó, đếm từng số rất là khó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có cách tính được là trong cái bảng có bao nhiêu giá trị nhanh nhất như sau. Chúng ta sẽ coi thử có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Ở đây có 3 hàng và 10 cột. Ta sẽ lấy 3 nhân 10 bằng 30. Và 30 này chính là n lớn của mình, là số các đơn vị điều tra. Và lưu ý đó là các hàng và các cột của các bạn phải đầy đủ cái giá trị. Còn chỗ nào mà các bạn thấy là cái hàng nó bị khuyết một hai giá trị không có thì các bạn trừ ra cái chỗ đó. Ví dụ như 30 mà có hai cái ô không có giá trị thì mình trừ hai ô ra sẽ còn 28. Vậy thì công thức tính n lớn sẽ bằng số hàng nhân với số cột bằng n lớn là số cái đơn vị điều tra. Và sau khi các bạn trả lời được câu A xong thì câu B đề bài yêu cầu các bạn hãy lập bảng tần số. Vậy thì muốn lập được bảng tần số, việc thứ nhất các bạn phải xác định được các giá trị khác nhau. Chúng ta xác định được giá trị đầu tiên đó chính là 7, 8, 9, 10. Ngoài giá trị 7, 8, 9, 10 thì trong bảng không hề tồn tại giá trị nào khác 4 giá trị này. Sau đó các bạn sẽ lập một bảng tần số và lưu ý các bạn phải sắp xếp các giá trị từ nhỏ đến lớn. Sau khi sắp xếp xong, các bạn sẽ đếm số 7 trong bảng này lặp lại mấy lần. Ở đây cô đếm số 7 lặp lại 3 lần. Số 8 lặp lại 9 lần.
Tương tự, câu khó số 9 và số 10 cũng bằng cách đếm tương tự. Sau khi đếm xong xuôi, các bạn sẽ có một bảng tần số như sau. Ở đây cô lập bảng tần số dọc. Cột đầu tiên đó chính là cột giá trị, và nhớ ký hiệu X của mình được ký hiệu bằng chữ X thường, gồm có 4 giá trị: 7, 8, 9, 10. Tần số được ký hiệu bằng chữ N thường, và lúc nãy mình đếm là 7, lặp lại 3 lần, 8, lặp lại 9 lần. Và tương tự mình đếm tới 9, số 10, thì mình sẽ có được bảng tần số dọc. Thì ngoài việc lập bảng tần số dọc, các bạn có bảng tần số ngang, có hai hàng và các cột cũng sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Lưu ý, sắp xếp các giá trị từ nhỏ đến lớn để cho mình dễ cái việc kiểm tra. Và sau khi các bạn lập bảng tần số xong, thì dưới bảng tần số nó sẽ có số N lớn. Vậy thì N lớn này đó chính là số các đơn vị điều tra ban đầu mình đã trả lời là 30 giá trị, thì mình sẽ ghi N lớn bằng 30. Và sau khi ghi N lớn bằng 30 xong, các bạn sẽ kiểm tra lại bằng cách coi thử mình có đếm sót giá trị hay không, bằng cách đó là chúng ta lấy tần số cộng lại với nhau, 3 cộng 9 cộng 10 cộng 8, cộng lại coi thử nó có bằng 30 hay không. Nếu trường hợp các bạn đếm số 10 chỉ có 7 lần thôi, thì chúng ta sẽ lấy 3 cộng 9 cộng 10 cộng 7, nó sẽ ra bằng 29. Và lúc này mình thấy là số cái đơn vị điều tra là 30, nhưng mà mình đếm 29 thôi, thì có nghĩa là mình đã đếm sót mất một giá trị. Đó là cái cách mà kiểm tra xem các bạn có đếm sót giá trị hay không. Sau khi các bạn lập bảng tần số xong và kiểm tra xong xuôi các giá trị, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào bảng tần số để rút ra nhận xét. Nhận xét thứ nhất các bạn cần phải rút ra đó là số các giá trị của dấu hiệu hay số các đơn vị điều tra. Hay nói cách khác hay hơn đó là sẽ thủ bắn được bao nhiêu phát súng. Ở đây N lớn bằng 30. Nhận xét thứ hai đó là số các giá trị khác nhau. Mình đã đếm được có 4 giá trị khác nhau, thì mình sẽ trả lời là 4 giá trị. Nhận xét thứ ba đó là giá trị lớn nhất. Hay nói cách khác hay hơn đó là sẽ thủ bắn được số điểm cao nhất. Ở đây là 10 điểm. Tương tự, giá trị nhỏ nhất hay sẽ thủ bắn được số điểm thấp nhất là 7 điểm. Giá trị có tần số lớn nhất, các bạn lưu ý, giá trị có tần số lớn nhất, mình phải nhìn vào cột tần số. Mình thấy số 10 lớn nhất, nhưng mà mình không lấy số 10, mình lấy cái giá trị của nó. Thì nhìn qua đây, 9 là giá trị có tần số lớn nhất của mình, lúc này là 9. Tương tự, giá trị có tần số nhỏ nhất, nhìn thấy 3 là nhỏ nhất, nhìn sang cột giá trị, lấy số 7. Các giá trị chủ yếu thuộc vào khoảng, các bạn thấy tần số của mình 8, 9, 10 gần gần nhau, cho nên mình sẽ lấy các giá trị chủ yếu thuộc vào khoảng từ 8 cho đến 10 điểm. Hay nói cách khác là sẽ thủ bắn được trong khoảng từ 8 cho đến 10 điểm. Đó chính là nội dung của bài tập số 8. Tương tự, chúng ta sẽ có một bài tập số 9, cũng tương tự như bài số 8. Thời gian giải bài toán tính theo phút của 35 học sinh được ghi lại trong bảng. Câu A, dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Câu B, lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. Chúng ta đi giải câu A ở đây. Đó chính là thời gian giải bài toán tính bằng phút của mỗi học sinh, hoặc của từng học sinh, hoặc của một học sinh. Số các giá trị mình đếm có 5 hàng và 7 cột, cho nên lấy 7 x 5 có 35 giá trị. Câu B, lập bảng tần số. Muốn lập bảng tần số, các bạn phải xác định được cái giá trị khác nhau. Ở đây cô xác định 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở các giá trị khác nhau. Sau khi xác định được các giá trị khác nhau, các bạn đếm số 3 lặp lại mấy lần, 4 mấy lần, 5 tương tự cho đến 10. Và chúng ta sẽ nhớ là các giá trị được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Đây. Sau khi các bạn đếm số 3 lặp lại 1 lần, số 4 lặp lại 3 lần, vân vân đến số 10. Sau khi lặp xong, các bạn có 35 giá trị, cho nên N lớn bằng 35. Và mình kiểm tra lại, nhớ là mình sẽ cộng 1,
cộng 3, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 11, cộng 3, cộng 5. Coi thử nó có bằng 35 hay không. Lập bảng tần số xong, chúng ta sang câu B, nhận xét. Nhận xét thứ nhất, số cái giá trị của dấu hiệu hay số cái đơn vị điều tra hay có bao nhiêu học sinh giải bài toán, thì lúc này mình sẽ trả lời là có 35. Số các giá trị khác nhau, ở đây có 8 giá trị khác nhau. Giá trị lớn nhất hay là số phút giải bài toán chậm nhất, ở đây là 10 phút. Số phút giải bài toán nhanh nhất hay giá trị nhỏ nhất, đó chính là 3 phút. Giá trị có tần số lớn nhất, tần số 11 lớn nhất, cho nên mình lấy giá trị 8. Và giá trị có tần số nhỏ nhất, 1 nhỏ nhất, cho nên mình lấy 3. Các giá trị chủ yếu thuộc vào khoảng, đây các bạn thấy, 5, 11. Tần số lặp lại nhiều nhất, cho nên mình sẽ lấy là từ 7 cho đến 8. Các bạn có thể là từ 7 cho đến 10 cũng được, ở trong đây nó có số 9 cũng được. Từ 7 đến 8, hay là học sinh làm trong khoảng từ 7 cho đến 8 phút là chủ yếu. Đó chính là nội dung của hai bài tập trong tiết luyện tập ngày hôm nay. Thì sau cái bài tập này, các bạn sẽ có một bài tập nhỏ gồm có 10 câu trắc nghiệm. Và các bạn hãy làm bài để nộp lại cho giáo viên của lớp mình chấm. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn học tốt.